thưa quý vị sài gòn taxi và công ty vận chuyển sài gòn tourist bị dừng hoạt động ở sân bay tân sơn nhất sau khi hai tài xế thuộc hãng bị phát hiện chỉnh sửa thiết bị để nâng khống giá cước Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị liên quan thống nhất không cho xe của hai doanh nghiệp trên vào đón trả khách tại sân bay từ ngày mai và chưa ấn định thời gian cho hoạt động trở lại. Hai đơn vị này đã làm ảnh hưởng tới uy tín hình ảnh của sân bay. Trước đó, hôm 19 tháng 6, qua quá trình kiểm tra, thanh tra Sở Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan phát hiện một taxi thuộc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist và một xe của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Sài Gòn Taxi có hai công tác phụ lắp dưới cần số, Tài xế thuộc công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist được yêu cầu chạy từ ga quốc tế sân bay ra đường Trần Quốc Hoàn rồi quay lại. Với tổng chiều dài đi và về hơn 2 km, giá cước thực tế là 54.000 đồng. Sau khi tài xế dùng công tác phụ, giá cước hiển thị trên đồng hồ tính tiền tăng hơn 540.000 đồng, gấp hơn 10 lần.